1, 2, 3. Happy birthday. Trời, tụi em tổ chức sinh nhật cho anh đó hả? Cảm ơn mấy đứa nha. Khoan, sếp ơi. Hả? Hình như có cái gì đó sai sai đây nè. Sai gì? Anh Tinh ơi, tính ra là mỗi phòng ban tụi mình nó góp 10 triệu hơn, xương xương là cũng 100 triệu á. Mà sao đề coi mà thấy gớm quá vậy? Ủa, hồi sáng ai nghiệm thu mấy cái này ta? Cái này là em phải hỏi anh chứ ai. Khoan, có chuyện gì vậy? Dạ tụi em tính là làm buổi tiệc rồi bút đề co cũng đẹp lắm á, để tổ chức sinh nhật cho sếp á. Ừ. Mà sao giờ thấy ghê quá. Ủa, là có lên đề co khác chứ không phải như vậy hả? Ai bút như vậy đề co vậy? Rồi họ thiết kế hồi nào, họ thi công hồi nào vậy chưa? Dạ, cái này em là người bút, nhưng mà xin lỗi sếp, sáng giờ em lu bu quá em cũng không có để ý mấy cái này. Thôi được rồi, có cái gì đâu, dạo này kinh tế cũng đang khó khăn, mấy đứa làm như vậy rình rang chi cho tốn kém. Cùng lắm á thì cả công ty mình gom lại xong rồi ngồi ăn với anh một bữa cơm gia đình vậy là được rồi, đâu cần phải rình rang như vậy đâu. Không, nhưng mà cái này là anh Tinh phải coi lại chứ, người ta nhận tiền rồi xong rồi làm như vậy cẩu thả như vậy cũng không có giống trên đời co nữa, vậy là coi như là lừa đảo rồi còn gì nữa. Không được đâu sếp, cái này phải để em liên hệ em giải quyết, chứ 300 triệu lần như này là không được. Cái gì, 300 triệu? Dạ, 300 triệu. Thôi, em coi giải quyết kỹ kỹ đi nha. Dạ, em đi liền. Thôi được rồi, mọi người cứ về vị trí làm việc đi. Xong rồi chiều anh dẫn mọi người đi ăn ha. Rồi, được rồi. Ủa, bên kia nó có gọi điện nói gì không? Bên nào? Trời ơi, đây nè, bên đây nè. Cái bên đặt làm cái banner thấy gớm hả? Mà nghĩ thì sao, bên mình làm chuyên nghiệp nhận mấy cái này làm chi vậy? Ê, tính ra là người ta đặt cái concept trang trí sinh nhật hoa hòe luôn á, rồi cái ông đi đặt cái banner rẻ tiền làm cho người ta. Ông á. Có không? Gì ông nội? Hôm ngày bận làm mấy show cho người nổi tiếng, không đâu có để ý đâu. Mày sao á? Đấy, gọi. Alo, Cường Thảo đề co hao xin nghe. Anh Cường, tôi nhớ là tôi có gửi bản thiết kế chuyện sinh nhật cho anh rồi mà. Sao anh in cái bên đó thấy ghê vậy? Bây giờ tôi yêu cầu anh quay lại làm việc với tôi liền nha. Nè, tôi đâu có rảnh đâu. Nghĩ sao hả? Bây giờ tiệc xong rồi anh gọi tôi, anh đổi gì hả? Bây giờ một là anh quay lại làm việc với tôi, hai là anh phải bồi thường lại 100% số tiền, không là đừng có trách tôi. Coi thử coi cậu làm được gì. Gì vậy? Ai gọi vậy? Thằng bên đặt banner vậy, đòi tiền. Nghĩ sao vậy? Tôi không có trả đâu. Ê, có tin nhắn nè. Hẹn mình trang trí. Ừ. Mà coi. Thì Đại An. Đại An là anh áo đen hả? Nhìn thằng này quen lắm, phải không? Ê, nó nè. Hai vợ chồng mình làm cái này là coi bộ lên như diều gặp gió luôn á. Nó hả? Ừ, nó nè. Ê, ngon dở. Nè, thấy không, nó mặc áo đen không, nó sợ cuộc đời nó đỏ, nó mặc đồ đen không à. Vô. Chào anh chị. Giới thiệu với anh, tôi là Cường Đề Co. Chào anh. Tôi có nghe bạn bè giới thiệu về anh chị, cũng nghe danh anh chị làm trong nghề cũng lâu năm, với lại cũng làm cho được nhiều người nổi tiếng, cho nên là lần này tôi muốn book anh chị về để tổ chức tiệc cho bên tôi. Trời ơi, cũng bình thường thôi anh. Tại vì á, vợ chồng em làm có tâm, cho nên là người ta giới thiệu qua lại. Vậy thôi, bây giờ để tôi kêu trợ lý của tôi vô, xong rồi dẫn anh chị đi coi vị trí thiết kế ha. Dạ. Tên đây. Dạ, sếp cho gọi em. Ủa, anh Cường bên đây co đúng không? Hôm bữa tôi có gọi cho anh để quay lại giải quyết cái vụ thiết kế thi công 300 triệu bên tôi á. Giải quyết sao? Em trai. Việc gì ra việc đó nha em. Ở đây chưa có khách. Vậy là cái tiệc hôm bữa là bên Cường Đại Co hả? Dạ đúng rồi sếp. Chuyện là gì nè. Cái bữa đó là do mấy người lính nó làm. Rồi xong cái hai vợ chồng đi làm cái show khác á, không có cái thời gian mà để chết lại. Dạ. Thì thôi bây giờ để tôi về xong rồi tôi kiểm tra lại, xong rồi có gì tôi báo cho anh. Dạ. Thôi cũng được. Vậy giờ Tinh dẫn anh Cường đi coi vị trí thiết kế đi. Với lại tiệc tôi cũng là tiệc đơn giản à, có gì anh chị làm cái quy mô vừa tầm thôi ha. Dạ. Coi dẫn anh chị đi học.
Vậy giờ mời anh chị theo tôi. Em cứ ra trước đi, vợ chồng tụi chị ra sao? Cái thằng nó lùng mà mặt nó căng quá. Thôi kệ nó đi. Mà nè, cái thằng Đại An á, em thấy á, nó tiền nhiều lắm. Lần này á, Trang trí tiệc cho nó, mình câu tiền lên đi. Từ 20 triệu á, lên khoảng tầm 200 triệu. Anh thấy sao? Mấy cái thằng lính lát của nó, nghĩ là không biết gì đâu. Cũng được á. Bây giờ nè, mình kêu mấy lính mình chuyển mấy cái qua cũ qua. Nói chung là ở bệnh có cái gì mình chuyển qua đây hết, không cần phải mua đồ mới. Thấy sao? Ừ. Hả? Ủa anh chị cho tôi hỏi xong rồi hả? Ừ, xong rồi đó, em kêu kế toán chuyển tiền cho vợ chồng anh đi ha. Khoan đã, để tôi gọi sếp tôi ra nghiệm thu đi, rồi muốn đi đâu thì đi. Trời ơi em ơi, gọi ra làm gì? Bây giờ tụi chị á đang rất là gấp, rất là nhiều show. Em mà kéo lại như vậy là mất thời gian của tụi chị rồi ảnh hưởng tới khách hàng của bên chị nữa em. Vậy ha, có gì chuyển khoản nó nhanh rồi, đi rồi, đi. Tổng cộng bao nhiêu tiền? 200 triệu. 200 triệu. Sao rồi, bây giờ xong chưa? Xong chưa anh chị? Xong rồi. À xong rồi, thì bây giờ mình lên nghiệm thu chút xíu ha. Bây giờ vợ chồng tôi gấp quá, khách hối quá trời hối luôn. Bây giờ thôi bên công ty em á chuyển khoản cho vợ chồng đi. Rồi thí dụ có muốn sửa đổi gì á thì điện cái vợ chồng lại sửa. Đúng. Chứ bây giờ càng khách hối quá hối đã. Tôi không cần sửa gì đâu. Tôi đã nói là tiền tôi đơn giản mà, chỉ cần đi lên nghiệm thu với tôi tầm 10 phút là được rồi. Không có gấp đâu, không mất thời gian của anh chị đâu mà. Ê, sao vợ? Sao vậy? Cái chân nhức dữ vậy chồng. Đau chân hả? Nhức chân hả? Khoan đã. Yên tâm. Công ty tôi có phòng y tế, có bác sĩ rất giỏi. Mời anh chị theo tôi, để tôi kiểm tra cho. Anh An, anh coi nè. Ở bên trong làm rất sơ sài, hoa thì cũ. Nói chung tổng thể nhìn thấy gớm lắm anh. Bao nhiêu tiền vậy? Dạ tổng cộng 200 triệu. Là chị? Anh chị giải thích sao việc này? Cái này là vợ chồng tôi làm bằng công sức của vợ chồng tôi. Nhưng mà bây giờ làm xong rồi, bên anh chối bỏ như vậy là không có được, không có nên. Tôi không hề nói là chối bỏ công sức của anh chị. Nhưng mà tôi chỉ muốn hỏi là công sức của anh chị cho 300 triệu một cái banner, 200 triệu cho đống hoa cũ đó, gần nửa tỷ. Anh chị làm như vậy không thấy có lỗi với cái nghề của anh chị hả? Thôi được rồi, không sao đâu, có 500 triệu thôi mà. Đối với tôi không có nhiều hết. Tin, cứ báo với kế toán trả tiền cho anh chị này. Rồi em đi lên trên chỗ thiết kế, quay hết toàn bộ lại, up lên trên mạng, kèm giá tiền, xem thử coi trên mạng nói với cái thiết kế đó, với cái giá tiền đó có hợp lý hay không. Sẵn đang đặt chỗ livestream, em share bài livestream này vô tất cả các hội nhóm những người yêu thích decor, biết bản mặt của hai vợ chồng này mà né ra. Không. Tôi thấy anh chị làm như vậy rất là nhiều lần rồi, cho nên là bây giờ tôi cũng không cần sửa. Tôi nói từ đầu rồi, tiền của tôi rất đơn giản, không cần sửa chữa gì nhiều. Tôi thích livestream hơn. Giữ livestream đó cho anh. Cái gì mà tin nhắn tới liên tục vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Quá trời tin nhắn quỷ xô luôn. Công nhận á, tốc độ của cộng đồng mạng nhanh thật. Anh ơi, tụi tôi biết lỗi rồi, bây giờ tụi tôi sửa lại là được ha. Anh cho vợ chồng tụi em một con đường để làm ăn nữa. Dạ. Để anh chị làm ăn rồi tiếp tục lừa người ta nữa hay gì. Đây tên. Nhớ thanh toán tiền cho họ đàng hoàng.